nói là em ở ngoài kia là cũng hổ báo lắm phải không? Gây hiềm khích nhiều lắm anh ạ. Đâu có đâu. Billy là bạn thân của Andre anh ạ. However là tại vì anh Thái đã chọn rồi cho nên là em cảm thấy là bạn sẽ rất là... It's okay, muốn chọn thì chọn cũng được. It's okay. Đúng rồi đó, hay bị xạo quá hả? Thích thì chọn đi, so good, bro. Nếu như mà em muốn làm nhạc ăn chơi, anh không nghĩ chỉ có mỗi mình Andre là viết làm nhạc ăn chơi thôi. Anh cũng có thể làm điều đó. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng mà những gì mà B-Ray làm bây giờ ấy, anh đã làm từ 10 năm trước rồi. Nhưng mà B-Ray vẫn làm điều đó rất là thành công. Và hoàn toàn có thể đem lên bàn cân với anh được. Nhưng mà khi mà đi ra club thì nghe nhạc của anh nhiều. B-Ray, B-Ray. Không nghe được rồi, chắc it's not meant to be, bro. Không có duyên với nhau rồi. Cái đó là do ăn ở đây mà. Anh em cứ nói tiếp đi ạ. Ờ kệ đi, không sao đâu. Mất đi một huấn luyện viên cũng không thành vấn đề. Với một cái nhân tố mà vừa đẹp trai, hát hay, rap còn có nhiều tiềm ẩn thế này, thì các ông cho một cái lý do thuyết phục để có thể về nào. Anh chỉ có một cái feedback cho em đấy là Rider got the bang, no cap. Yeah. Anh xem em, anh liên tưởng đến một pop star là Kid Laroi. Dạ đúng rồi, em đây là thần tượng của em ạ. Yeah. Let's go, yeah. Mời đi anh, mời nữa đi. Em mà về đội anh nghĩ khả năng em hát hook cho anh ý thôi. Anh ý là hay kiểu ấy, trong cả sự nghiệp của anh ý là thường thường là sẽ có Hoàng Tôn này, GC Hưng này, những người hát hook rất hay. Không biết đâu anh Bâu lại muốn nâng cấp bản thân, lại muốn tự hát thì sao, đúng không? Anh nghĩ là em là một người quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Quán quân của một chương trình mà lại còn biết đóng tune, chơi melodic theo new school. Đúng rồi. Tất cả mọi người ở đây anh thề bất cứ ai cũng muốn em vào trong đội. Cảm ơn. Không mà bạn này có một bước phát triển vượt bậc luôn ấy. Năm đó anh cũng làm MC, bạn này là thí sinh. Và cái cách bạn thi thôi là bạn đã rất là ấn tượng rồi. Nhưng mà bẵng đi một thời gian mình không thấy bạn xuất hiện nữa. Mình không biết bạn làm gì trong những năm đó. Và bây giờ bạn trở lại đây với một cái diện mạo hoàn toàn mới. Mà với rap nó mang một cái thái độ hoàn toàn khác với những gì bạn đã làm trước đó. Dạ, yeah, rất là ngoan một em trai. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều nữa. You can tell he's special. The sound is mainstream. And I, you can see the crowd, everybody already loves him. So I already know he's gonna do good. I'm gonna help just mold to a bigger stage where you could go, you know what I mean? Mm-hmm. So like, big energy. Yeah. Your cadence, the way you flow, I could tell it's really mainstream good. Yes. Đi rồi, đi rồi. Không nghe được rồi, chắc it's not meant to be, bro. Không có duyên với nhau rồi. Cái đó là do ăn ở đây mà. Anh em cứ nói tiếp đi ạ. Ờ kệ đi, không sao đâu. Mất đi một và huấn luyện viên cũng không thành vấn đề. Anh rất là muốn em về với đội của anh. Tại vì em sẽ giúp được tất cả những bạn thí sinh về mặt melodic. Vì em là một người sở hữu cái đấy rất là giỏi. Và hôm nay em còn làm một cái điều đặc biệt nữa. Em không cần ca sĩ hỗ trợ luôn. Em cần luôn đoạn đấy. Quá đặc biệt đúng không? You're already you. I can tell by everybody that you're already big on what you do. I feel like with me, I mean, I'm just gonna help. You know, do what we do, man. This music, you know? Sorry. Em thấy là em đặc biệt tới cái mức mà anh ghi như đây và anh đang rất đau khổ về cái việc thiếu thốn từ ngữ để thuyết phục em đây. It don't matter. Billy nó vẫn chưa nói được. Em có trợ giúp không? Cho mượn. Ý như thế này, mọi người đều biết em rất là tài giỏi rồi. Nhưng mà however, chúng ta đang kiếm cái gì? Chúng ta đang kiếm ai là người hợp với em nhất? Người hợp với em nhất ở đây về cái style chỉ có anh mà thôi. Chuyện thế em. Anh thì anh nghĩ chỉ hợp style tóc thôi, nhạc chưa chắc. Còn lại giống ai? Chứ mặc Dirty Coin rồi anh còn hỏi gì nữa. Look, em mặc Dirty Coin, anh mặc Dirty Coin luôn, so. Nếu mà em về đội của anh vào World Cup không những có thể làm em thành một rap star mà làm em thành một pop star luôn. Và tí thế sao nói luôn đi em. Cái anh muốn nhấn mạnh ở đây là thái độ với âm nhạc của em. Rất nhiều người thành công từ khi còn nhỏ và họ đã không bước qua được những cái cám dỗ đến với mình một cách quá hào nhoáng. Anh bất ngờ em ở cái cách em nuôi dưỡng âm nhạc. Em đã thành công khi mà em đọc quán quân, em không hoạt động nhiều. Khi mà em lớn lên, khi mà chất giọng em vỡ, em gặp phải vấn đề gì và em luyện tập từng ngày để ngày hôm nay em lên rap Việt, em thể hiện mình. Cái chặng đường đấy anh là người có thể feel được. Và cái hồn với âm nhạc của em thực sự là nghiêm túc.
anh rất respect cái điều đấy từ em. Yes, sir, em cảm ơn anh nhiều. Không mà thật sự em biết không, cái khó cho những cái thần đồng trẻ đó là cái hình tượng mà bạn người ta tạo ra và làm ra một cái điều phi thường, cho nên cái hình tượng đó nó in sâu vào đầu người ta. Ngay cả cái anh mà đóng phim Home Alone, ngày xưa mình thích ảnh vô cùng nhưng ảnh lớn anh cũng không thể vượt qua được cái hình tượng của ảnh. Mà ngay cả Quang Anh vậy, tôi cảm thấy rất là thích thú bởi vì bạn ấy không còn là một cái version nào khác, mà bạn ấy biết là một version hoàn toàn không liên quan. Đó là cả một sự phấn đấu và thay đổi về cả ngoại hình lẫn tư duy. Đây là một điều đáng khích lệ. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Thế còn B-Ray nè, B-Ray là một vị huấn luyện viên rất là trẻ tuổi. Anh nghĩ chắc ít nhiều gì em cũng sẽ có một chút áp lực đúng không? Dạ, thực ra thì em cũng có hơi lo chút xíu. Có chút xíu thôi à? Chút xíu rồi. Thôi đi ông ạ, tự nhiên là bao thanh thiên vào đây lại thành bảo thánh thiện thôi. Tâm con tỉnh mà tính con nghe. Nó hoa hồng mà. Nghe nói là em ở ngoài kia là cũng hổ báo lắm phải không? Gây hiềm khích nhiều lắm anh ạ. Nghe nói là em ở ngoài kia là cũng hổ báo lắm phải không? Gây hiềm khích nhiều lắm anh ạ. Đâu có đâu. B-Ray là bạn thân của Andre anh ạ. Nghe nó cũng có một mối giao hữu gì đó trước đó đúng không? Hình như Andre chưa có phản đòn thì phải. Chưa. Bây giờ các bạn ơi, mình hẹn Andre từ đây đến cuối chương trình có một bài dập lại B-Ray được không? Cái quá khứ đó em bỏ lại đằng sau rồi anh ạ. Anh đừng nhắc tới nữa. Tại vì em bước vào thì em cũng trong tâm thế em là em út của mọi người. Cho nên là cái chuyện trước khi cái chương trình thì mọi người sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để chung tay nhau những cái gì đó nó to lớn hơn. Dạ. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái điều đặc biệt xảy ra trong Rap Việt lần này, và đặc biệt là các bạn sẽ thấy được những sự kết hợp của cả B-Ray và Andre nhé. Thank you em. Welcome to Rap Việt. Đây là thí sinh mà tôi thấy rất là hiếm hoi mà anh Thái đứng dậy, anh rất là phấn khích. You seem so excited. I like your energy, the way you came out. I feel like you remind me kind of like a DMX. DMX. Yeah, yeah, your energy. So that's why I chose you. Thành thấy là bạn này cũng rất là hợp với năng lượng của anh luôn. Yeah, yeah, yeah. Thank you very much. B-Ray thấy sao? Thực ra thì em rất là thích cái beat selection của bạn, rất là thông minh trong cái story như thế, làm cho tất cả mọi người phải nhún nhảy theo. However là tại vì anh Thái đã chọn rồi, cho nên là em cảm thấy là bạn sẽ rất It's là... It's okay, muốn chọn thì chọn cũng được. It's okay. Đúng rồi đó, hay bị xạo quá hả? Thích thì chọn đi, so good, bro. Riêng cái đoạn này là tôi không minh được. Muốn chọn, chọn thì kiếm chuyện, anh Thái chọn rồi tôi không chọn nữa. Mày đặt lý do. Em thấy là cái energy của bạn nó khác với lại cái energy mà em có. Bạn với lại anh Thái có một cái connection automatically, cho nên là em nhường bạn cho cái team better cho bạn hơn. Đó, thà vậy. Cảm ơn em. Tôi hy vọng là các bạn khán giả nữ bình tĩnh lại một chút. Em nghĩ cái điểm số đó được bonus thêm nhờ vẻ đẹp trai đó anh ạ. Anh tin em là cái sự ủng hộ này không đến từ vẻ đẹp trai của em. Không, tôi nghĩ là 95% là tài năng, 1% vẫn là đẹp trai nha. Đúng, 1% vẫn là đẹp trai. 1% đẹp trai. Tôi nghĩ cái này là style của Andre. What do you think? Đặc biệt. Anh và em cũng đã từng chơi bóng rổ với nhau rồi đúng không? Yeah, vâng. Anh rất là bất ngờ khi mà em thể hiện phần trình diễn của em tốt như thế này. Em rap được bao lâu rồi? Dạ, 2010, 2012 gì đấy. Xong mà em chơi được một thời gian, xong mà em phải bỏ để em có thời gian tập luyện bóng rổ để em thi đấu tuyển quốc gia. Bạn này cũng xài tuổi thanh xuân một cách triệt để đó. Andre nghĩ sao về cái bài thi vừa rồi? Theo anh thì em còn rất nhiều lỗi để phải sửa, nhưng mà quan trọng là em có ngoại hình. Thử buổi bây giờ em chỉ cần có visual thôi là em đã được khoảng 60% khán giả rồi. Bởi vì có rất nhiều bạn anh thấy đẹp dai, như là rap chán, vẫn nổi tiếng. Đây là kiểu chơi với nhau thân thân rồi, cho nên là mới nói những cái câu này người đừng hiểu lầm. Không, nhưng mà bạn ấy rap được cả tiếng Việt, cả tiếng Anh, rất là tốt. Yeah, welcome to my team. Bác welcome đã chưa mừng vội vậy được đâu. Giờ tôi cứ nói trước thế. Mời B-Ray. Anh thì anh cảm thấy là em rất là biết cách thuyết phục khán giả, sử dụng những cái ánh mắt, những cái câu key. Nếu như mà em muốn làm nhạc ăn chơi, anh không nghĩ chỉ có mỗi mình anh Ri là biết làm nhạc ăn chơi thôi. Anh cũng có thể làm điều đó. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng mà những gì mà B-Ray làm bây giờ ấy, anh đã làm từ 10 năm trước rồi. Nhưng mà B-Ray vẫn làm điều đó rất là thành công. Và hoàn toàn có thể đem lên bàn cân với anh được. Nhưng mà khi mà đi ra club thì nghe nhạc của anh nhiều. Các ông mời thí sinh về không? Chứ thì cứ ăn chơi như này thì ban tổ chức không biết nhào. Chết thật, anh Thái.
What do you think? Because I know you're talented. I know all the girls gonna love you. Is that all for supporting? Just support, but I don't think it helps with me. It's not gonna help, huh? No. Nope. But it's the reason why is because I feel like music's more than just looks, not just, you know, Def Jai. But I think everybody deserves a chance because I know you have potential. But you know, people do music. We come from nothing. We come from the bottom. Something to tell our story. You know, so I feel like it's not gonna mesh with me. Okay, thì đúng là có những cái là nó sẽ đến từ những gì mà chúng ta trải qua, nhưng mà cũng sẽ có những loại âm nhạc chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Đó, cho nên that's why là chúng ta sẽ có nhiều phong cách ở đây. Big Daddy, vì sao em không chọn tuyển thủ rất là ngon lành như thế này? Hai bên này hôm nay là fan của bạn rất là nhiều. Hét em không nghe được rõ cái nội dung của bạn ý. Có nghĩa là do vấn đề về thính giác cho nên em không chọn thôi đúng không? Không phải, lúc đầu bạn ấy vào thì bạn ấy lấy cái sample bài Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Sau đó thì bạn ấy lại rap một cái nội dung nó cũng chơi bời. Thì em cũng đang chưa hiểu là Mình Cùng Nhau Đóng Băng hay là Mình Cầm Băng Đóng. Không đóng, đóng gì đấy. Nói chung là nghe thì cũng hay nhưng mà em chưa hiểu lúc đầu. Ok. Mỗi người sẽ có một ý kiến. Xin mời giám khảo ạ. Thấy Rick cười nhiều quá nãy giờ. Hú hét ngay từ đầu khi mà em bước ra. Đẹp trai, đẹp trai. Mê, mê, mê. À, tại sao vậy Rick? Mất cười câu của Rick nãy giờ. Thật ra là bài vừa rồi đối với em nó cũng tròn trịa. Tuy nhiên anh cảm giác giống là em đang tưởng tượng ra nhưng mà em chưa có trải qua. Anh muốn là những cái tiết mục sau anh không biết em sẽ sử dụng type beat nào, chủ đề gì, whatever. Nhưng mà em phải thể hiện tôi đã đi qua điều này rồi và làm cho tất cả mọi người tin điều đó đã xảy ra với em. Dạ vâng, em cảm ơn. Thật ra anh vẫn ủng hộ em. Em có một tố chất của một ngôi sao. Cái thiếu duy nhất của em trong buổi thi hôm nay đó là khát khao. Anh thèm được thấy cái gương mặt này, nếu em bỏ khát khao vào nó sẽ ra làm sao. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Em thấy đồng ý với ý kiến của anh. Cái phong thái tự nhiên của em nó đủ để cho em đốn tim được khán giả với cả anh ở trên sân khấu này. Và em vẫn tập trung vào rap, viết lời thực sự là nghiêm túc. Thì cái đấy là cái anh rất là quý trọng. Trong đầu bọn anh có một người về cái thế mạnh như cái dòng nhạc em đang làm. Cái người mà hay nhường nhường xong rồi hay ngồi im đấy. Andre. Yeah. Em hiểu ý của mọi người đang nói ở đây. Có vẻ là bạn đang làm nhạc ăn chơi nhưng mà em cảm thấy cái cách ăn chơi của bạn không thuộc về bên đó. Cách ăn chơi của bạn thuộc về phía bên này. Sao mà hiểu khôn vậy? Thì muốn về đội mình cho nên phải hiểu vậy người ta mới về. À, Andrew có gì phản biện không ạ? À? Vừa nãy em có nói là em muốn cho em gái của em học một trường tốt hơn đúng không? Dạ vâng. Andrew định đóng học phí hả? Anh nghĩ là anh với em mình có thể làm một cặp song sát, make money. Anh giờ mê mất thấy, I think you'd be a good fit for Andre. Yeah, thanks bro. Only because I feel like he'll bring the another side of you out. You know, another artist side of you out. Chúc mừng em với một chọn từ B-Ray. Và xin được cảm ơn Wukong và ca sĩ Anh Tú đã hỗ trợ. Hãy xem bình chọn của khán giả là bao nhiêu nhá. Tám mươi hai phần trăm. Chúc mừng em đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Berry sao chọn bạn nhỉ? Lý do tại sao em chọn thì mọi người đều biết rồi, em muốn nghe tại sao mọi người lại không chọn ấy. Câu hỏi hay đấy. Tại vì cái lý do mà em biết đấy. Ngay từ đầu intro vào cái ông đã bổ ngay một câu signature của Berry rồi. Sau đó có một cái hình tượng gì đấy mà cảm thấy nó rất là Berry. Cái cách nhấn nhá ở vần em y chang như là B-Ray. Có một cái góp ý, cái delivery của em ấy, nghĩ là B-Ray sẽ có thể làm cho em có được một cái cách đi delivery tốt hơn. Ví dụ như những câu đầu tiên em đã nói là ối giời thì nó chưa sắc, em phải đanh hơn, giống như là B-Ray úi giời. Thì anh nghĩ là em rất hợp với cả B-Ray. Mà có mê B-Ray không? Sao bị người ta bắt bài quá vậy? Giờ từ câu intro là em đã cho mọi người biết là em mê anh ấy. À. Nhưng mà ý là bỏ qua những cái yếu tố đó, không lẽ chắc có mình em là thấy bạn rất là ok à? Tại vì từ lúc em vào đây em cảm thấy em bị gọi là bắt nạt ấy. Cho nên là em sợ là giám khảo sẽ nói là em bấm bạn đi bởi vì bạn là fan của em. Dạ, yeah, nhưng mà thực sự em cảm thấy là giống như bài nhạc gì đó, có không giữ thì mất trung tiền. Mọi người ở đây đã bỏ lỡ bạn một lần. Cái này là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em. Bắt nạt đâu, anh thấy giám khảo nhường em mà.
Mà vừa lên bạn mặc nguyên cái cây màu vàng đó là anh biết bạn sẽ về đội với em rồi. Xe nguyên con xe màu vàng đằng sau này. Mà bật mí luôn, màu mà yêu thích của B-Ray cũng là màu vàng tươi vậy luôn á. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VION.